Do nhiều vướng mắc về khâu thẩm định nên người lao động và đặc biệt là các doanh nghiệp rất khó để tiếp cận với gói hỗ trợ 16.000 tỷ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Chính phủ ban hành một số nghị định nhằm tháo gỡ và trong tuần tới, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có thể tiếp cận gói hỗ trợ này. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 42 và quyết định 15 để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, về cơ bản đã hỗ trợ hết các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có công. Tuy nhiên, đối với người lao động và doanh nghiệp thì quá trình này còn hạn chế bởi thủ tục thẩm tra còn chặt chẽ. Bộ cũng đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết 154 và quyết định 32 để tháo gỡ. Vừa qua, hội nghị trực tuyến phổ biến tới các chi nhánh về gói vay này đã được tổ chức và chậm nhất là trong tuần tới, người lao động và các doanh nghiệp có thể tiếp cận gói hỗ trợ 16.000 tỷ của Chính phủ.